Nhắc đến làng nghề truyền thống lâu đời ở Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng không chỉ là nơi lưu giữ nét văn hóa truyền đời của Hà Nội, mà còn là một trong những nguồn cung cấp đồ gốm sứ lớn nhất Việt Nam. Trải qua bao năm tháng thăng trầm của thời gian, làng gốm Bát Tràng ngày nay là địa điểm du lịch rất hấp dẫn ở gần, thu hút nhiều người muốn tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm, cũng như mua về nhà những sản phẩm gốm xuất sắc nhất tại đây. Nếu bạn chưa từng đến làng gốm Bát Tràng thì có thể dành một ngày cuối tuần để đi. Và trước khi đi, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Club để bỏ túi một vài kinh nghiệm tham quan làng gốm Bát Tràng nhé. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý, nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng gốm Bát Tràng ngày nay trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ có quy mô chuyên nghiệp, với nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ theo hộ gia đình. Dẫu vậy, ngôi làng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đáng quý và giá trị nghệ thuật được đặt vào từng sản phẩm. Ngoài các mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh, cúng bái của người Việt, các lò gốm ở Bát Tràng còn làm ra sản phẩm tiêu dùng trang trí, trưng bày với mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu hiện đại hơn. Các tuyệt phẩm gốm Bát Tràng hiện nay đã có mặt khắp nơi trên thị trường Việt Nam và còn được xuất khẩu sang nhiều nước ở châu Âu, châu Á. Điều thú vị nhất khi đến làng gốm Bát Tràng là được xem các nghệ nhân thực hiện quy trình chế tạo gốm hết sức cầu kỳ, tỉ mỉ. Ngoài ra, bạn còn được trải nghiệm làm những sản phẩm gốm mà mình yêu thích. Làng gốm Bát Tràng nằm tại xã Bát Tràng, bao gồm thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo các ghi chép lịch sử, khi nhà Lý rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, dân Bát Tràng đã di cư theo. Khi đến gần kinh đô, thấy vùng đất bồi ven sông Hồng màu mỡ, họ quyết định định cư ở đó và cùng nhau tạo ra nghề làm gốm. Sau nhiều lần thay đổi địa giới và hành chính, đến năm 1964, xã Bát Tràng chính thức được thành lập. Làng gốm Bát Tràng bắt đầu ổn định và phát triển hơn. Làng gốm Bát Tràng như một bảo tàng sống động, nơi bạn có thể tham quan các khu di tích văn hóa, cổ vật, những ngôi nhà gạch, cũng như đền, đình đã có từ thế kỷ 19, để hiểu biết hơn về cuộc sống tâm linh, các phong tục, lễ hội của người dân làng gốm. Đặc biệt, trong chuyến thăm làng nghề, bạn có được trải nghiệm công đoạn tạo hình các sản phẩm gốm mà bạn yêu thích. Các nghệ nhân ở Bát Tràng sẽ tư vấn về chủng loại gốm, sứ, các loại men phủ cũng như giới thiệu những sản phẩm truyền thống lẫn công nghiệp mà các lò gốm ở Bát Tràng đang sản xuất. Nếu là lần đầu tiên đến với làng gốm, bạn có thể tham quan thủ đô Hà Nội kết hợp với làng gốm Bát Tràng để không phải lo nghĩ gì nhiều nhé.